Bảo tàng trưng bày từ những mô hình khổng lồ như bập bênh dưa hấu, căn phòng chứa đầy chuối đốm hồng khổng lồ cho đến những trái cây thật có thể ăn được. Bảo tàng cũng là điểm đến lý tưởng dành cho những du khách muốn tìm một nơi chụp ảnh sống ảo. Có rất nhiều các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt, thật thú vị khi có thể chạm vào mọi thứ và cảm nhận chúng. Chúng tôi không phủ nhận thực tế rằng đây là những trải nghiệm được xây dựng cho các phương tiện truyền thông xã hội như Instagram. Rất nhiều du khách đến đây để có thể chụp những bức ảnh thật tuyệt đẹp và up lên tài khoản của họ. Bảo tàng World of Fruits sẽ mở cửa từ nay đến tháng 7 tới.